Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Rất vui được gặp lại các vị khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, những ngày đầu của năm 2023, nhân dân cả nước bất ngờ trước những thông tin mới nhất tại kỳ họp bất thường lần thứ hai. Quốc hội đã cho biểu quyết bỏ phiếu kín liên quan tới vị trí Phó Thủ tướng và đi đến quyết định cho hai đảng viên Quốc hội thôi giữ các chức vụ trong Trung ương Đảng khóa 13. Được biết, đây là quyết định dựa trên nguyện vọng cá nhân của cả hai, nên số phiếu bầu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đưa ra áp đảo hoàn toàn. Thông tin trên đã trở thành điểm nóng nhất trong những ngày đầu năm. Vừa qua, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2022 với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam theo nguyện vọng cá nhân. Được biết, trong buổi họp có 484 đại biểu tham gia, trong đó có 476 đại biểu tán thành, 5 người không tán thành, 3 người không biểu quyết. Trước tiên, với 96,99% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm thường vụ đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Phạm Bình Minh. Tiếp đó, với 95,97% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai đồng chí Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Theo Thủ tướng, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị và ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, cả hai người đều đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Người đứng đầu Chính phủ cho hay, xét nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Thủ tướng thường trực nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2006 thôi giữ chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định. Quyết định này đã đưa tới nhiều tiếc nuối đối với nhân dân cả nước, nhưng xét trên nguyện vọng cá nhân nên Chính phủ vẫn đồng ý tôn trọng ý nguyện của cả hai người. Trong suốt thời gian tại vị, ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh đã trở thành tấm gương sáng và đáng noi theo cho lớp trẻ, là những con người đã đồng hành cùng nhân dân trong thời gian khó khăn đầy thử thách như đại dịch Covid-19. Chăm lo và đưa ra những quyết sách cho dân và vì dân, đặt sự an toàn của người dân lên trước hết. Không ít các bài viết bình luận trên mạng xã hội Facebook bày tỏ sự nuối tiếc khi báo chí nhà nước loan tin chính thức ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Đam sinh năm 1963, quê ở Hải Dương. Trước khi được Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết đồng ý cho thôi chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, ông Vũ Đức Đam đã có hơn 9 năm giữ chức vụ Phó Thủ tướng. Trong quá trình công tác, ông Đam từng giữ nhiều chức vụ khác nhau và tạo nên nhiều dấu ấn với người dân vì làm tốt chức trách của mình. Ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau đó, từ năm 2013 đến nay, ông giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Đam được phân công phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Ông Vũ Đức Đam cũng từng có 7 năm làm thư ký và trợ lý cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trước khi về địa phương làm việc và sau đó trở thành Phó Thủ tướng Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ vào năm 1994, Vụ trưởng Vụ ASEAN và chức vụ sau cùng là Phó Thủ tướng. Khi đại dịch Covid-19 lan sang Việt Nam năm 2020 và bùng nổ trong năm 2021, ông Vũ Đức Đam là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Từ cuối tháng 1 năm 2020 cho tới tháng 8 năm 2021, ông Đam được xem là linh hồn của công tác phòng chống dịch. Trên cương vị công tác này, ông đã có nhiều phát ngôn ấn tượng trong thời buổi căng thẳng, khiến toàn dân không quên nhưng khẳng định sẽ dập dịch trong 8 ngày khi dịch Covid trở nên căng thẳng ở nhiều địa phương, số ca nhiễm mỗi ngày một lan rộng. Nhắc đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì không thể không kể đến giai thoại khi còn là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Ông đã được xướng tên trong lễ trao giải thưởng Sao Khuê về công nghệ thông tin. Trái ngọt đó có được không chỉ nhờ những đóng góp tích cực của ông cho sự phát triển Internet tại Việt Nam, cho người có sáng kiến đón dòng đầu tư của Intel
Foxconn, Microsoft về với Việt Nam, mà cho cả người có công đưa công nghệ thông tin đơm hoa trong hệ thống chính trị hành chính, vốn lâu nay vẫn được biết đến như là thành trì bảo thủ của giấy tờ, thủ tục nhiêu kê. Với trình độ chuyên môn thuần thục, cộng với tư tưởng đổi mới khi còn công tác ở Quảng Ninh, ông đã xây dựng hình ảnh về một lãnh đạo không bàn giấy. Và dưới sự chỉ đạo của ông, Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức họp trực tuyến đến tất cả các huyện, xã và mọi việc điều hành, quản lý công việc phần lớn cũng đã được thực hiện bằng công nghệ thông tin. Năm 2010, khi chính phủ điện tử vẫn là thứ mơ hồ ở Việt Nam, thì Quảng Ninh đã xây dựng được mạng nội bộ với 100% máy tính kết nối Internet. Điều này đã giúp rút ngắn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho ngân sách nhà nước và cả người dân. Hồ sơ của giải thưởng Sao Khuê ghi nhận trong giai đoạn đó, ông Vũ Đức Đam đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện và thiết thực nhất. Một điều thú vị khi nhắc đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đó là sự yêu mến đặc biệt của giới báo chí dành cho ông. Điều này được thể hiện nhiều hơn khi ông công tác ở văn phòng chính phủ liên tục trong 2 năm. Các cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ đều đã được ông điều hành khá trơn tru, trả lời chừng mực đầy đủ và ngắn gọn nhất những câu hỏi của phóng viên. Và có lẽ trong các vị bộ trưởng cùng thời đương chức thì ông là người bị báo giới hỏi xoáy nhiều nhất. Những điều khiến phóng viên phục vị nhất là sau khi nhận các câu hỏi và thông tin của nhà báo, không chỉ có trả lời mà ông còn hành động để khắc phục giải quyết tình hình, như hồi đề án 322 hết kinh phí khiến nhiều ứng viên chậm du học. Khi nhận được phản ánh của chất lượng Việt Nam, ông đã nhanh chóng trình Thủ tướng cấp thêm kinh phí để cho tài năng của đất nước được ra nước ngoài học tập. Hay về vấn đề sữa cho trẻ em bị ngụy trang thành thực phẩm chức năng và đội giá cao. Ngay sau khi đi công tác về, ông đã truyền ý kiến chỉ đạo của chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phải ban hành danh mục sữa trước ngày 5 tháng 10. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khiến nhiều đại biểu Quốc hội phải gật đầu tán thành về những câu trả lời chân chu, rành mạch, rõ ràng, đầy thuyết phục trên thị trường. Nhưng đối với câu hỏi để chất vấn Việt Nam không có triết lý giáo dục, người trẻ nhất nội các trả lời rằng nếu lên Google gõ thì ra 1.300.000 kết quả tìm kiếm về triết lý giáo dục Việt Nam, tuy nhiên nó không có những câu trích dẫn kinh điển. Phát biểu tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: đất nước ta đã trải qua chiến tranh kéo dài, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề, nhưng đã phát triển nhanh chóng từ sau đổi mới. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên phải tăng trưởng nhanh mới có thể đạt được mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đặt ra. Theo Phó Thủ tướng nói, khát vọng mãnh liệt và sáng tạo khác thường, tôi tâm đắc hai chữ ấy. Chúng ta có khát vọng rồi nhưng phải mãnh liệt như năm 1946, Bác Hồ kêu gọi ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, khát vọng như thời đánh Mỹ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hay phong trào bình dân học vụ, bây giờ liệu có thể khơi dậy trong toàn xã hội được không? Với những kết quả đã nhìn thấy được, có lẽ chúng ta đã phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Thủ tướng ở tuổi 50, một kỷ lục mới về độ tuổi của chính sách hiện nay. Với lối làm việc chỉn chu nhưng không cứng nhắc, lắng nghe và giải đáp, hiểu biết nhưng không ngừng học hỏi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gây dựng thêm được uy tín và sự tin tưởng trong mắt lãnh đạo. Trong khi đó, ông Phạm Bình Minh nối tiếp sự nghiệp của cha là cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương, nhiệm kỳ 1980-1991. Ông Minh phụ trách về vấn đề đối ngoại, sau này nhận thêm một số mảng nội chính trong nước. Thời điểm hiện tại, ông đang là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Minh sinh năm 1959, quê ở Nam Định. Trước khi ngồi vào cái ghế Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, từ tháng 7 năm 2021 đến nay, thì ông đã có một thời gian dài làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi sau đó mới chuyển ghế lên thành Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Theo quy định, việc ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ trong đảng đồng nghĩa với việc thôi giữ chức Phó Thủ tướng đang nắm giữ trong bộ máy chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, đây là hai chức danh do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Do đó, việc thực hiện miễn nhiệm đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm hai nhân sự mới sẽ do Quốc hội thực hiện. Hiện tại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ hai vừa qua. Quốc hội đã dành thời gian để xem xét công tác nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam và làm quy trình phê chuẩn bổ nhiệm hai nhân sự mới cho vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ.
Hiện chưa rõ các nhân sự được giới thiệu cho vị trí Phó Thủ tướng thay ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Không có gì để bàn cãi, dấu ấn hai vị lãnh đạo để lại trong lòng dân là điều mà khó ai có thể nào thay thế được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, rất mong tiếp tục được đồng hành cùng kênh Tin Mới. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho kênh sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của kênh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!